Kính chào quý khán giả của chương trình Nhìn từ Hà Nội. Tuần vừa rồi, chúng ta đã cùng nhắc lại vụ ném bom nguyên tử kinh hoàng xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, cách đây 79 năm. Suy cho cùng, đó vẫn luôn là một câu chuyện thời sự về hậu quả không thể kiểm soát được trước những phản ứng có tính cực đoan do chính con người tạo ra. Nguy cơ từ chủ nghĩa cực đoan vẫn hàng ngày hiển hiện cùng với tư tưởng phân biệt, kỳ thị, hận thù và bạo lực vẫn luôn trực chờ để trỗi dậy trên phạm vi toàn cầu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những câu chuyện như vậy trong chương trình tuần này. Hãy hình dung một ngày nào đó các chính sách hiện tại của nước Mỹ bị đảo ngược, Bộ Thương mại và Bộ Giáo dục Mỹ bị giải thể, cấm tuyệt đối nạo phá thai, đường biên giới bị phong tỏa đối với người nhập cư, tất cả các chính sách bảo vệ khí hậu, môi trường bị loại bỏ, tăng thêm quyền lực cho Tổng thống. Viễn cảnh về một nước Mỹ biệt lập hoàn toàn không phải là xa vời, khi đây là một phần trong kế hoạch hành động có tên Dự án 2025 vừa được Heritage Foundation, một viện nghiên cứu bảo thủ công bố. Dự án dày 900 trang này được gần 240 người có liên hệ với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia biên soạn tài liệu, trong đó có 6 cựu bộ trưởng và hàng chục nhân viên Nhà Trắng dưới thời ông Donald Trump. Lẽ dĩ nhiên, kế hoạch này nhanh chóng nhận được sự chỉ trích rất lớn từ Đảng Dân Chủ. Người ta lo sợ nếu được thực thi, những chính sách này sẽ đưa nước Mỹ đến chế độ độc tài theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, bài ngoại, làm suy yếu thể chế tam quyền phân lập và đặc biệt là tạo ra sự bất bình đẳng giàu nghèo, gây hại môi trường. Đứng trước sự phản ứng dữ dội từ công luận, dự án 2025 đã nhanh chóng bị chính ông Donald Trump và các trợ lý của ông quay lưng. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dự án này được những người cực hữu lập ra và ông chỉ biết một số người trong đó. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận một thực tế, cuộc bầu cử tại Mỹ cũng như ở nhiều nơi khác trong năm vừa qua đã chứng kiến sự trỗi dậy đáng lo ngại của các nhóm cực hữu và làn sóng phân biệt chủng tộc. Và điều đó chỉ càng khoét sâu thêm những rạn nứt và bất ổn xã hội. Nhắc tới những tư tưởng cực hữu hay sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan, người ta sẽ dễ thường liên tưởng ngay tới những cuộc mâu thuẫn chính trị, sắc tộc, tôn giáo hay chủ nghĩa bài ngoại, vốn là nguyên nhân gây ra những cuộc xung đột lớn trên thế giới hiện nay ở Trung Đông, Châu Phi hay kể cả cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay. Vậy, chủ nghĩa cực đoan là gì? Theo định nghĩa mới mà chính phủ Anh vừa đưa ra, chủ nghĩa cực đoan là thúc đẩy hoặc phát triển một hệ tư tưởng dựa trên bạo lực, hận thù hoặc không khoan dung. Định nghĩa mới quy định các nhóm hoặc cá nhân sẽ bị coi là cực đoan nếu sử dụng hệ tư tưởng đó để phủ nhận hoặc phá hủy các quyền và tự do cơ bản của người khác, hoặc phá hoại, lật đổ hay thay thế hệ thống dân chủ nghị viện tự do và các quyền dân chủ. Các đối tượng cũng sẽ bị coi là cực đoan nếu cố ý tạo ra một môi trường cho phép người khác đạt được hai mục tiêu trên. Chính phủ Anh cho biết định nghĩa mới hẹp hơn và chính xác hơn so với định nghĩa trước đó được đưa ra năm 2011. Việc chính phủ Anh phải đưa ra những cập nhật và định nghĩa mới về chủ nghĩa cực đoan được cho là để giải thích rõ hơn về những mầm mống bất ổn đang xuất hiện trong chính xã hội của xứ sở sương mù. Ít ai hình dung thảm kịch 3 bé gái bị sát hại và 10 người khác bị thương trong vụ đâm dao tại thị trấn Southport, vùng England ngày 29 tháng 7 đã trở thành mồi lửa kích hoạt làn sóng bạo lực nghiêm trọng nhất ở Anh trong 13 năm qua. Bạo lực được thổi bùng thêm từ những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Trong vòng vài giờ sau vụ đâm dao tại thị trấn Southport, mạng xã hội tràn ngập tin đồn về nghi phạm, viết rằng đây là người Hồi giáo xin tị nạn, đến Anh bất hợp pháp bằng thuyền hơi và nằm trong danh sách theo dõi khủng bố. Mặc dù giới chức Anh ra sức khẳng định rằng những thông tin này là sai sự thật. Thực tế, nghi phạm là Arsène Rudakuban sinh tại Cardiff, xứ Wales, trong một gia đình có bố mẹ là người Rwanda, đến Anh vào năm 2002. Tin là giả, nhưng hậu quả là thật. Hơn 50 cuộc biểu tình bạo loạn lan rộng trên khắp cả nước. Hơn 400 người bị bắt. Giới chức Anh cho rằng làn sóng bạo lực hiện nay được thúc đẩy và tổ chức thông qua các nền tảng trực tuyến, gồm Telegram, TikTok và X. Những nội dung lăng mạ, đe dọa và kích động thù hận chủng tộc trên mạng xã hội đã lôi kéo mọi người xuống đường biểu tình phản đối nhập cư và bài Hồi giáo. Nó cho thấy mọi người có thể dễ dàng bị tin giả trên mạng dẫn dắt như thế nào, và vấn đề phân biệt chủng tộc đã âm ỉ trong xã hội của chúng ta ra sao. Theo dữ liệu của công ty phân tích trực tuyến SimilarWeb, số người sử dụng Telegram trực tuyến đã tăng vọt lên con số 3,7 triệu người vào ngày 30 tháng 7, ngày nổ ra cuộc biểu tình bạo loạn đầu tiên tại Anh, khiến ít nhất 50 cảnh sát bị thương. Còn vào ngày 29 tháng 7, thời điểm xảy ra vụ đâm dao, số người dùng Telegram cũng đã tăng từ mức trung bình 2,7 triệu người mỗi ngày lên tới 3,1 triệu người.
Những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về nghi phạm được lan truyền nhanh chóng khi gắn các từ khóa nhạy cảm với xã hội Anh như nhập cư, Hồi giáo và Rwanda. Cảnh sát phải mất vài giờ để bác bỏ những tin đồn về danh tính nghi phạm ở Southport, trong khi tin giả có thừa thời gian để châm ngòi cho các cuộc biểu tình. Có một hệ sinh thái thông tin giả hình thành xung quanh các nền tảng mạng xã hội và sẵn sàng khuếch tán thông tin nhanh chóng. Điều này cho thấy thảm họa ghê gớm của thông tin sai lệch trên mạng xã hội khi những tin giả kích động kỳ thị chủng tộc, tôn giáo dễ dàng qua mặt công chúng và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, bùng phát thành bạo lực. Tình trạng bất ổn chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi các nhóm cực hữu chia sẻ trên nền tảng tin nhắn Telegram danh sách 36 mục tiêu vào các trung tâm nhập cư, văn phòng luật sư di trú và các tổ chức từ thiện, trong đó có nhiều cơ sở đặt tại các khu dân cư. Các nền tảng truyền thông xã hội và sự phát triển của công nghệ đã cung cấp những cách thức mới để các nhóm cực hữu tổ chức hoạt động và mở rộng ảnh hưởng, phát tán thông tin sai lệch nguy hiểm. Tuy nhiên, các nền tảng này vẫn tiếp tục không thực hiện cam kết ngăn chặn thông tin sai lệch lan truyền trong các trường hợp khẩn cấp. Bộ Nội vụ Anh tuyên bố các công ty truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm một phần khi là bệ phóng cho các thông tin sai lệch và khuyến khích bạo lực. Đây cũng chính là lỗ hổng lớn mà chính phủ Anh cần phải lấp đầy nếu không muốn tình trạng biểu tình hiện nay tiếp tục tái diễn. Ngày hôm nay, nước Anh đang trong tình trạng báo động cao. Có thể thấy, từ Anh, Mỹ cho đến Trung Đông, chủ nghĩa cực đoan đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của xã hội, gieo rắc nỗi sợ hãi, sự chia rẽ, đe dọa hòa bình và ổn định toàn cầu. Sự trỗi dậy của phe cực hữu trong những năm gần đây là một mối quan ngại lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Họ lợi dụng những bất ổn xã hội, kinh tế và chính trị để gieo rắc sự chia rẽ và thù hận, đe dọa đến hòa bình và ổn định. Trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay, thì sự trỗi dậy của các phe cực hữu còn trở nên đáng sợ hơn nữa. Phát biểu ý kiến tại lễ tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa bài Do Thái, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây cảnh báo một số mạng xã hội hiện biến thành bãi rác độc hại của những phát ngôn thù hận và những thông tin bịa đặt xấu xa, tiếp tay cho chủ nghĩa cực đoan phát triển. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng chỉ trích các nền tảng truyền thông xã hội và các nhà quảng cáo đã tiếp tay, đồng lõa và thu lợi từ việc sử dụng các thuật toán để lan truyền các nội dung kích động thù hận, thu hút nhiều tài khoản người dùng theo dõi những nội dung này. Các mạng xã hội đã sử dụng các thuật toán khuếch đại sự căm ghét của người dùng, từ đó thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan như chủ nghĩa bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính, kỳ thị phụ nữ. Các thuật toán của mạng xã hội vốn được thiết kế để tối đa hóa sự tương tác, vô tình khuếch đại nội dung cực đoan, đưa nó đến nhiều người hơn. Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, phe cực hữu trên toàn thế giới đang tìm thấy một mảnh đất màu mỡ để gieo rắc tư tưởng và mở rộng ảnh hưởng của mình. Mạng xã hội, với khả năng kết nối và lan truyền thông tin nhanh chóng, đã trở thành một công cụ vô cùng lợi hại cho phe cực hữu trong việc truyền bá tư tưởng, tuyển mộ thành viên và tổ chức các hoạt động. Phe cực hữu sử dụng mạng xã hội để tiếp cận những người trẻ tuổi, dễ bị tổn thương, cô lập, sau đó dần dần lôi kéo họ vào con đường cực đoan. Trong những năm qua, đặc biệt vào các dịp lễ của người Hồi giáo, tổ chức khủng bố như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, mạng lưới khủng bố toàn cầu Al-Qaeda đã đăng tải trên mạng xã hội các đoạn video chứa nội dung kêu gọi những người mang đức tin và tín ngưỡng ở khắp nơi trên thế giới, coi những kẻ cực đoan là tấm gương để hành động, đồng thời kêu gọi các phần tử thánh chiến tham gia những cuộc tiến công khủng bố thông qua mạng xã hội. Không chỉ vậy, thời gian gần đây, nhiều nội dung bài trừ người gốc Á, Phi trên các trang mạng cũng làm nổ ra hàng loạt cuộc tiến công vào hai nhóm đối tượng này, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta cần một mạng xã hội tự do, nhưng cũng an toàn, cần có sự cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm ngăn chặn sự lan truyền của thù hận. Trước tình hình đó, nhà chức trách thế giới nhiều năm qua đã đề ra các biện pháp nhằm ngăn chặn thông tin cổ suý chủ nghĩa cực đoan trên không gian mạng. Cụ thể, từ năm 2017, Quốc hội Đức đã thông qua luật về quản lý mạng xã hội và dùng công cụ pháp lý này để hạn chế các loại hình tội phạm trên môi trường mạng xã hội. Các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội như Facebook, YouTube, Twitter cũng bắt đầu phát triển các công cụ nhằm thanh lọc những nội dung vi phạm. Dù vậy, giới phân tích cho rằng trong thời gian tới, giới chức các nước cần phối hợp các nền tảng mạng xã hội nhằm đưa ra những chính sách toàn diện hơn, qua đó có thể mang lại môi trường lành mạnh trên không gian mạng. Chủ nghĩa cực đoan là một vấn đề mang tính lịch sử, một căn bệnh khó chữa biểu hiện dưới nhiều hình thức, từ cấp độ quốc gia đến quốc tế. Chúng ta cùng thử hình dung một vòng luẩn quẩn của một trong những vấn đề nhức nhối nhất hiện nay, chính là khủng hoảng người di cư. Trong bối cảnh các điểm nóng xung đột vẫn tiếp diễn, thảm họa thiên nhiên ngày càng khó lường,
thật khó tránh khỏi hệ quả là làn sóng người dân mất nhà cửa, phải di cư, tị nạn gia tăng. Tuy nhiên, điều đó lại càng khoét sâu thêm tư tưởng dân tộc cực đoan, hẹp hòi, gây chia rẽ, kích động thù hận. Điều đó lại càng gây ra nguy cơ bất ổn và xung đột nhiều hơn. Một số liệu đáng lo ngại từ báo cáo mới đây của Trung tâm Giám sát Di cư trong nước chỉ ra rằng cuối năm 2023 vừa qua, trên thế giới, số người phải di cư trong nước đã lên mức chưa từng có với 75,9 triệu người. Cũng theo báo cáo, xung đột vũ trang và bạo lực tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu khiến hàng chục triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Bên cạnh đó, thiên tai cũng khiến hàng triệu người phải di cư mỗi năm. Ngoài lạm phát hoặc khủng hoảng năng lượng, dòng người di cư cũng có thể liên quan đến các yếu tố khác, chẳng hạn như thiếu cơ hội việc làm, bất ổn trong nước, biến đổi khí hậu và tác động của bạo lực leo thang. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, báo cáo vừa được công bố là lời nhắc nhở rõ ràng về yêu cầu cấp bách tăng cường và phối hợp hơn nữa các nỗ lực giảm thiểu rủi ro thiên tai, hỗ trợ kiến tạo hòa bình, bảo đảm quyền con người và nếu có thể ngăn chặn di cư trước khi nó xảy ra. Giống như chính sách giảm thiểu rủi ro thảm họa, chính sách di cư cũng liên quan đến tương lai như một phương hướng đầu tư chủ động trong tương lai, chứ không phải là phản ứng lại với hiện tại. Làn sóng di cư trong nước gia tăng cũng làm trầm trọng thêm tình hình người tị nạn trên thế giới. Nhiều nơi dân thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn bạo lực bất ổn như ở Syria, Liban. Tình hình ở giải Gaza đang gây nên những hậu quả vô cùng bi thảm cho người dân địa phương. Để đối phó với mối đe dọa chủ nghĩa cực đoan, ngoài việc giải quyết khủng hoảng di cư, thế giới cần nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan và thông tin sai lệch. Đồng thời, các chính phủ và công ty công nghệ cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để kiểm soát nội dung trên mạng xã hội và ngăn chặn sự lan truyền của tư tưởng cực đoan. Cần có sự hợp tác quốc tế để đối phó với các mối đe dọa từ các nhóm cực hữu hoạt động xuyên biên giới. Đối thoại, tìm hiểu và tôn trọng lẫn nhau là cách hiệu quả để giảm thiểu căng thẳng và ngăn ngừa xung đột. Thế giới cần có những hợp tác và đồng thuận trong việc phản bác, ngăn chặn những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sự phát triển của mạng xã hội để kích động sự hiềm khích dân tộc, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi nhằm làm rối ren tình hình chính trị của các quốc gia. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần tỉnh táo để nhận rõ âm mưu thâm độc, dã tâm phá hoại quan hệ quốc tế, ngăn cản sự phát triển chung. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.